Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây đã đưa ra mức cảnh báo đỏ cho năm 2018 vì những vấn đề còn chưa đạt được trong năm cũ. Theo đó, ông cho biết, mặc dù Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa bình, tuy nhiên năm 2017 vẫn là một năm chứng kiến nhiều hành động đi ngược lại với lời kêu gọi nói trên. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần phải thực hiện các hành động để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực khi những lo ngại về vũ khí hạt nhân đang nóng hơn bao giờ hết.